Bạn có biết có một miệt thứ yên bình nhất trần gian? Ôi, tội nghiệp quá vậy, sao rồi con? Nó bị gì rồi nè, bị si cà que rồi. Hả? Thương quá. Con bị gì rồi? Tội nghiệp quá vậy. Tối đi gây dung á, mình có bắt được cái con này nè, mình có bắt được cái con cua này nè. Rồi bây giờ là mình làm gì với nó bây giờ các bạn? Thấy vậy đó chứ, con cua là cua kiển, cưng lắm á, dễ thương lắm. Nó không có làm gì ai hết trơn á, nó không làm gì ai nên một hơi nữa là mình sẽ làm nó chiên bột nha các bạn. Bơi xa đi để tao bắt mày lại nữa. Bơi đi lẹ. Con này thì tôi chưa có mở dây, bây giờ thôi để tao mở dây giúp cho mày một vé về nơi cái nơi mà mày sống cùng anh em mày. Tao hẹn mày một ngày gần nhất tao sẽ bắt mày lại. Bye bye. Các bạn thấy cái nơi mà mình sinh sống thấy nó yên bình không?